Chào anh em nhá. Em chuẩn bị lên sóng cái con Anam 6000 này nhá. Mới nhận được. Đây, con Anam 6000 là có hàng này. Thì em cũng sơ bộ đảm bảo qua cho anh em biết có hàng đã về. Đó, con hình thức và chất ấm của cái dòng này thì anh em cũng đã biết nhiều rồi. Cái bộ đen của nó thì nó quá đẹp rồi. Không phải bàn cài nữa. Đó thì cơ bản là như thế, thì hàng em nhận được em cùng quay qua. Đây hầu như là con Anam nào nó cũng theo thời gian thì nó mất hết cả cái chữ này nhá. Thì anh em nào mà cần in lại thì em in lại cho, giải in lại thì mất tầm đồ vài trăm gì đó, trăm rưỡi vài trăm gì đó. Để lại mình làm cho con anh em nào mà không cầu kỳ thì cứ đẩy thế mình chơi cũng ok. Đây. Demo nó tự chạy, đây là cái nút tách đèn và nhập đèn này. Đó, đây là có cái chế độ của máy thì mình dùng nhiều mình quen, có cái chế độ lưu nhớ đây. Đó, đây cửa nhớ và đây là kiểu đèn. Đó, cơ bản là như thế. Thì đây demo, còn có cái phím chỉnh tần số thì cái đây mình cứ tưởng đầu tiên là bạn rồi sau trúng rồi chép đó, cơ bản là như thế. Còn mấy cái này là mình phải in lại thì nó cũng có chữ, còn khâu hầu như là con nào cũng lau đi là nó mất hết chữ này đấy. Và đó thì có hàng em bảo cho anh em biết, liên hệ đặt hàng thì liên hệ với em, con Anam 6000 là có hàng. Đó, vì dòng đèn của nó thì quá đẹp.